vệ con mình được thì cái đó là nên nên đáng để tử hình. Chứ làm sao mà để một người ngoài không có hợp pháp để chăm sóc con mình thì con nghĩ để hành hạ con mình đến nỗi mà tử vong như vậy thì 8 năm tù. Em nói chung là em cũng không đó. Nói chung không hài lòng. Nhưng mà bây giờ tòa đã tuyên án như vậy rồi, thôi mình phải chấp nhận. Chị Giang xin hỏi tên của chị. Em tên là Mẹ nghe. Chị ở đâu? Đó, đây là cái ý kiến của người dân mọi người ơi. Khi mà có những cái ý kiến cho rằng là không đồng ý với cái mức án ở đây là 8 năm tù đối với Thái và muốn cái mức án cao hơn, đó đấy là những cái nguyện vọng của người dân cũng như là sự lên tiếng của tất cả quý vị khán giả ha. Mọi người thì mỗi người sẽ có một cái quan điểm khác nhau, mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ khác nhau, và cái tội danh thì chúng ta đã biết cũng là mức án tử hình cho anh Thái, nhưng mà rất là tiếc. Mà khi nghe kết quả, khi nghe cái kết quả này thì chị có thấy thất vọng hay là một cái điều gì đó bất ngờ hay không? Có thất vọng hả? Em cũng nói từ đầu rồi, bởi vì là tất cả mọi người hôm nay đến đây á, thì đều mong cái kết quả cuối cùng là sẽ tử hình đúng không? Nhưng mà em vẫn nói rồi là phải có bằng chứng, bởi vì người dân của chúng ta là chỉ có dựa theo quan điểm cá nhân thôi, không thể nào biết được cái luật. Chấp nhận theo pháp luật đúng thôi. Phải chấp nhận, bởi vì là nhiều người chúng ta là có khi là không ở trong cái cuộc đó, không thể hiểu được. Cái người mà họ trực tiếp họ biết luật thì họ sẽ nghĩ khác đúng không? Còn người dân của mình chỉ có nghĩ là cảm tính là chỉ cần tử hình luôn thôi. Nhưng mà hôm nay thì đến có kết quả như thế này thì chắc chắn là phải chấp nhận thôi, bởi vì là cái kết luận ở đây là bắt buộc phải chấp nhận. Bởi vì em cũng chia sẻ với chị một chút ha, luật sư Hơn cũng có nói rồi là đã chuẩn bị tất cả những cái bằng chứng có thể nhất để thay đổi tội danh trong phiên tòa ngày hôm nay. Nhưng mà luật sư đã có thể nói là đã chuẩn bị hết tất cả rồi nhưng mà không thay đổi được. Thì phiên tòa nếu có kháng cáo thì phiên tòa sau vẫn y án như vậy, đúng không? Nên là thôi buộc phải chấp nhận. Đúng. Dạ. Ok, em cũng sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người ha. Đang quay nhưng mà hiện tại thì em cũng đã phải di chuyển vào phía sau. Tiếp tục có những cái lời phỏng vấn đến quý vị khán giả, quý vị nhé. Đó, chị này thì hiện tại có thể nói rằng là hiện tại ở đây thì rất nhiều người đang hóng thông tin, đang chờ đợi một cái kết quả cuối cùng. Đó, tiếp tục vẫn là cái sức nóng vẫn còn, quý vị ạ, vẫn chưa hết đâu. Đó, mọi người có thể thấy ha, ở đây thì vẫn còn biết bao nhiêu người tập trung đợi kết quả. Em mời xem. Đó, rất là nhiều người nên là vẫn sẽ chờ đợi cái thông tin cuối cùng cho tôi, quý vị ạ. Dù sao thì chúng ta cũng vẫn phải là đợi chờ cái kết quả cuối cùng cũng như là tin vào cơ quan chức năng. Bởi vì tất cả chúng ta đến đây thì đều mong là một cái mức án cao nhất đối với Thái. Nhưng mà chúng ta phải nói rằng là phải có bằng chứng xác thực, phải có cái kết quả chính xác thì mới thay đổi tội danh được. Chứ không thể nào mà hôm nay đến đây mà chúng ta bảo là tử hình được. Thì em cũng có nhận định trong video trước rồi là chúng ta sẽ có hai cái hướng ha. Một là chúng ta sẽ thắng ở đây là Thái chứ chưa thay đổi tội danh, và sẽ sang cái mức là chung thân hoặc tử hình. Nhưng mà nếu như mà chúng ta không có đủ bằng chứng thì chắc chắn là sẽ không thể nào mà chuyển đổi tội danh được. Luật sư Thơm cũng đã ý kiến rồi là sẽ chuẩn bị tất cả những cái bằng chứng để có thể là tốt nhất cho vụ án này, sẽ đòi lại công bằng cho cháu An. Nhưng mà nếu như mà hôm nay mà không có thay đổi tội danh được thì dù có kháng cáo trong phiên tòa phúc thẩm thì cũng vẫn sẽ y án thôi, sẽ không thể nào có kết quả nào tốt hơn cả, bởi vì đây đã là một cái kết quả mà phải nói rằng là không thể thay đổi được, quý vị ạ. Nên là em cũng chia sẻ với tất cả mọi người rằng là hiện tại đến bây giờ tối như thế này rồi mà vẫn còn hàng trăm người vẫn đứng ở đây vẫn đợi cái kết quả cuối cùng. Em cũng có chia sẻ với nhiều người, cũng có nói rằng là mọi người sẽ suy nghĩ như thế nào về cái phiên tòa này cũng như kết quả của ngày hôm nay. Thì chắc chắn là sẽ có những người, đa số là mọi người sẽ không đồng ý, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận, bởi vì ở đây là không có đủ bằng chứng thì sẽ vẫn y án như vậy thôi. Trong cái thông tin mới nhất mà sư tử cũng có chia sẻ rằng là đã chuẩn bị tất cả các hồ sơ, ví dụ như là cái vết thương thể hiện ở tại bệnh viện Sài Gòn Aito, là bệnh viện chấn thương chỉnh hình Sài Gòn Aito á, là cái vết thương ở đây là 2 cm, cũng như là cái thông tin mới nhất là 283 tập clip và cái thời gian để diễn ra về cái vết thương từ ngày mùng 7, mùng 8, mùng 9, 10, 11, 12 là 5 cái ngày mà đã diễn ra cái vết thương đó thì vẫn chưa hết. Bởi vì là theo luật sư Thơm chia sẻ thì những cái vết thương từ ngày mùng 7 trở về trước đã có những cái vết thương cũ rồi, thì đó cũng là những cái yếu tố để chuyển đổi tội danh, nhưng mà vẫn chưa đủ mọi người ạ. Bởi vì mọi người cũng đã hiểu rằng là nếu như thay đổi tội danh được thì hôm nay đã chuyển đổi rồi, và nếu như mà hôm nay mọi người có thể nói rằng là đã có mặt ở đây để trông mong cái kết quả tốt nhất, và cũng rất là hơi buồn một xíu về cái kết quả này. Nhưng em nói với tất cả mọi người, dù sao thì chúng ta vẫn phải tin tưởng cơ quan chức năng,
Bởi vì là tất cả phải có bằng chứng, phải có bằng chứng thì mới thay đổi tội danh được, chứ không phải là như người dân chúng ta chỉ cần nói rằng là đã có đầy đủ rồi thì không phải đâu quý vị. Bởi vì những cái người hiểu luật thì họ sẽ nghĩ theo một cách khác. Cũng như là tại sao mà luật sư Thơm ấy trước đây cũng đã nói rằng là sẽ phải đầy đủ các bằng chứng vững chắc nhất là trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung, để giám định lại thương tích trước ngày 22 tháng 12, thì đấy sẽ là có đủ căn cứ để chuyển đổi tội danh của Thái. Nhưng mà trong cái phiên tòa ngày hôm nay á, thì luật sư đã chia sẻ trong hồi trưa em khi em phỏng vấn ấy, luật sư có chia sẻ là không, bên tòa không có chấp nhận để trả hồ sơ và cũng không có chuyển đổi tội danh, bởi vì là không có căn cứ và thông tin ngày hôm nay thì cũng không có gì thay đổi ha, thì vẫn là như vậy. Thì em cũng nói với tất cả mọi người là hiện tại mọi người cũng đang đợi chờ những cái thông tin vui đó, thì em cũng đó ở đây quay cho tất cả mọi người xem đó. Đến bây giờ thì vẫn còn rất nhiều người, rất nhiều người ở đây. Đây, tối rồi mọi người, tối rồi, đi về đó. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì hôm nay đã có kết quả rồi. Hả? Ở ngoài hả? Không, thực ra cái phản đối này thì theo như mình nghĩ rằng nó không có tác dụng gì, mà tất cả phải dựa vào bằng chứng cơ. Bởi vì luật sư của chúng ta đã nói rồi là phải có bằng chứng thì mới thay đổi được tội danh, chứ không thể nào mà lại bảo là sẽ không có bằng chứng gì mà lại thay đổi tội danh được quý vị ạ. Em thì cũng gọi là không cảm thấy là vui lắm, bởi vì Thái chỉ có mức 6 đến 8 năm, nhưng mà đó đã là cái kết quả cuối cùng và đó là tất cả những cái bằng chứng mà chúng ta đã gọi là đã theo dõi trong suốt cái thời gian dài là 4 tháng nay, từ cái ngày 21 tháng 7 đến ngày hôm nay đã là ngày 25 của tháng 11 rồi ha. Thì sau ngày hôm nay chúng ta đã vui hơn một chút, bởi vì tội của Trang đã được định đoạt và cũng đã được chuyển đổi địa danh và sang cái mức tuyên án ở đây là tử hình. Bởi vì tử hình thì chúng ta đã biết rồi ha, theo cái trang báo chính thống chia sẻ là chị Trang này thì đã bạo hành trong một thời gian dài đó, rất dài, chứ không phải là trong một cái thời gian ngắn. Cái việc mà thành khẩn khai báo nó là một cái yếu tố để giảm tội, nhưng mà nó chưa đủ, bởi vì đây là một cái sự việc quá tàn nhẫn và diễn ra trong một thời gian rất dài. Và chị Trang này thì chắc chắn là sẽ cái mức án ở đây là tuyên tử hình rồi ha. Thì rất tất cả mọi người cũng cảm thấy rất là vui với cái thông tin là đợi chờ trong suốt một năm qua để có thể đòi lại công bằng cho cháu An. Còn việc của Thái thì chúng ta đã biết rồi, tất cả chỉ có dựa những cái bằng chứng có sẵn và giám định trên hồ sơ thôi. Và dù hôm nay có tuyên án cái mức như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng vẫn phải gọi là chấp nhận, vẫn phải chấp nhận, bởi vì là cái bằng chứng chúng ta chỉ có như vậy thôi. Còn lại thì chúng ta chỉ là những người dân thường và không có biết về luật, nên là không thể nào mà gọi là nói như thế nào được. Và cái người mà họ biết luật, chính luật sư, thì họ sẽ hiểu được là đấy là cái căn cứ và đấy là những tất cả những cái ý kiến ha. Nên là em cũng rất mong mọi người sẽ gọi là chấp nhận ha. Em cũng sẽ liên tục gọi là cập nhật những thông tin mới đây mọi người này đó. Bà ngoại của cháu An đó, phải không? Đó là bà ngoại của cháu An đúng không? Rồi, cầm cái di ảnh. Bà ngoại, đây là bà ngoại của cháu An rất là bức xúc và cầm cái di ảnh đi theo. Oh.
đầu kia rồi, Trang đi rồi. Nó đi rồi. Di ghẻ đi rồi mọi người. Di ghẻ đã về lại trại giam rồi.